Kính bạch bậc toàn tri tôn quý Đức Pháp Vương Gewang Drukpa, kính bạch chư tôn đức, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và Phật tử. Respectful homage to your holiness, the Gewang Drukpa. Homage to the venerable monks and nuns, distinguished guests, all devotees. Khi xưa, thời Đức Phật còn tại thế, mỗi lần Ngài tuyên thuyết pháp âm lợi ích quần sinh, chư thiên thường vân tập cúng giảng thiên nhạc để tán thán công đức trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật. Theo truyền thống Đại Thừa Phật Giáo, các chương trình ca nhạc có một vai trò quan trọng để truyền tải lời kinh, câu kệ thành những thi ca, lời hát, âm nhạc, tán thán, truyền cảm, đánh thức tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và hạnh phúc an lạc cho tất cả mọi người. In the ancient times, whenever the Buddha Sakyamuni held a sermon, the devas used to come and offer music to praise the wisdom, compassion, and merits of the Buddha. According to the Mahayana tradition, music also has a role to turn the prayer verses into uplifting melodies, which are able to spark love, compassion, and happiness deep within the listeners. Đặc biệt, trong truyền thống Kim Cương Thừa, tất cả những lời hát đều xuất phát từ sự thực chứng giác ngộ tình yêu thương vô điều kiện, lòng từ bi vô bờ và năng lực vô biên. Những lời hát này có sức mạnh của sự gia trì tịnh hóa cho người thể hiện và cả thính chúng để trải nghiệm tự tính tâm sâu sắc an lạc và hạnh phúc nơi mỗi người. Chính vì vậy, đây trở thành một phần không thể thiếu của nghệ thuật mật thừa và sự thực hành tâm linh siêu việt. Especially in Vajrayana, the songs originated from unconditional love of enlightenment, boundless compassion and power. These verses have the power of immense purification for both the performer and the listeners, who can then experience the deep nature of mind and happiness within each person. Thus, it has become an indispensable part of the tantric practices and spiritual practice overall. Trong hai ngày qua, chúng ta vừa được hòa mình trong bầu không khí hoan hỷ, tưng bừng, tràn đầy đạo vị của Pháp hội Đại Bi Quan Âm. Lễ hội tâm linh từ nhiều năm nay được đông đảo người dân Phật tử Việt Nam từ khắp các vùng miền, quy hướng. Pháp hội năm nay tiếp tục có phúc duyên thừa thắng, được cử hành với sự hiện diện gia trì của Đức Pháp Vương và Tăng đoàn truyền thừa Drukpa. Nương suối nguồn ân phúc gia trì của Ngài, suốt một thập kỷ qua, Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên đã trở thành trụ xứ chính pháp lợi ích hữu tình. During the past two days, we have immersed in the joyful and dharmaful atmosphere of the Avalokiteshvara, Great Compassion Festival at Tây Thiên Grand Mandala Stupa, the annual spiritual festival attended by tens of thousands of devotees across the nation. Tây Thiên, miền đất Dakini tràn đầy linh khí, cũng trở thành tâm điểm hội tụ của trí tuệ giác ngộ, tỏa dạng nguồn năng lượng tốt lành từ ngôi Đại Bảo Tháp với sự hiển hiện gia trì của Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm cùng Hải Hội Chư Phật Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp và Tăng Đoàn Thánh Chúng. This year, we are very fortunate to continue to be able to welcome the presence, guidance, and blessings of our root guru, the Omniscient One, His Holiness the Gewang Drukpa. Thanks for your blessing, the Tây Thiên Grand Mandala Stupa has become a monument of authentic Dharma. Tây Thiên, the land of the holy feminine energy, has become a gathering place for enlightened wisdom energy with the blessings and presence of the root guru, who is emanation of Avalokiteshvara, together with Buddhas, Bodhisattvas, and Dharma protectors at Grand Mandala Stupa. Dấu mốc sự thành tựu tâm linh này là dịp để tất cả chúng ta nhớ về cội nguồn, bày tỏ lòng tri ân, đúng với truyền thống tốt đẹp, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chúng tôi xin hân hạnh chào mừng chư tôn đức và các vị khách quý đến với đêm nhạc Tây Thiên Ca, lễ hội âm nhạc cúng dường Đức Phật Quan Âm.
chương trình văn nghệ Phật giáo quốc tế lần thứ 3 được tổ chức tại Đại Bảo Tháp, Mạn Đà La, Tây Thiền. The historical milestone is the chance for us to pay homage to our origin and show our appreciation following the Vietnamese custom of respect the teacher and the path, appreciate the source when you drink the water. We are very honored to welcome venerable monks and nuns and all guests to the culture night, Tây Thiền Melodious Offerings, a night of culture performances in offering to Avalokiteshvara, organized for the third time at Tây Thiền Grand Mandala Stupa. Mỗi lời hát, tiếng ca trong chương trình này đều được cất lên từ lòng chí thành. Mỗi động tác cử chỉ trong từng điệu múa đều xuất phát từ trái tim rộng mở, dâng cúng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng, lên Đức Đại Từ Đại Bi Quan Âm và các bậc thầy tôn quý với niềm tri ân và thành kính sâu sắc. Every melody and verses, every motion and expression of tonight's performance comes from the sincerity to offer to Guru, to Avalokiteshvara. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị đến với tiết mục Vũ điệu cúng dường tôn thắng Phật mẫu Nam Genma do các Phật tử Drupa Việt Nam trình diễn. Đây là vũ điệu tán thán Đức Tôn Thắng Phật mẫu và các công hạnh của Ngài theo truyền thống mật thừa cổ xưa. Với tất cả niềm trân trọng tri ân, chúng con xin hướng về Đức Pháp Vương cúng dường vũ điệu kim cương lên Ngài. And right now, for tonight's opening program is the dance of offerings to Nam Genma, a tantric dance performed by Drukpa Vietnam members as an offering of long life to His Holiness. Nguyện cầu bậc thực sư trường thọ như núi Tu Di, dòng truyền thừa tôn quý của Ngài được trì giữ lâu dài và chói sáng như vầng nhật nguyệt. Chúng con xin đỉnh lễ dưới gót sen, nguyện cầu thành tựu ước nguyện này. This is an ancient tantric dance praising Nam Genma and her virtues. With sincere appreciation, we offer this dance to Your Holiness. May Guru always be there as Mount Meru, Your lineage shines bright as the sun itself. I prostrate at Your lotus feet and offer this wish. Amen.
Sri Sri Na Gai Na.
Sanara Pujita Satatam Sri cùng đến với Việt Nam quê hương tôi, một nhạc phẩm rất quen thuộc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với giai điệu ngọt ngào, khắc họa vẻ đẹp, tình yêu quê hương đất nước và những nét đặc trưng của văn hóa Việt. Next in the program is Vietnam My Homeland, a famous song with pleasing melodies and relics that paint the beauty of the country, our culture and our people's love for Vietnam. Tình yêu này cũng thấm đẫm trong mối pháp duyên của Đức Pháp Vương với đất nước, người dân Việt Nam. Trên hành trình chia sẻ giáo pháp giác ngộ và thông điệp của tình yêu thương, Bậc Thượng Sư đã lưu dấu chân sen trên khắp vùng miền đất nước Việt Nam. Ngài từng nhiều lần tán thán vẻ đẹp thuần khiết, dung dị và rất đỗi an bình của đất nước và tâm hồn Việt. This also reflects the connection between Your Holiness and the people of Vietnam. Your Holiness have left your footprint across the regions of Vietnam during your many visits. You have also praised the pure beauty of the country. And now, the performance will be given to you by traditional music orchestra of the Vietnam National Academy. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức màn hòa tấu Việt Nam quê hương tôi của hợp xướng dàn nhạc dân tộc Học viện Quốc gia Việt Nam. Xin kính mời quý vị. Thank you.
ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả một đời cũng không trả được ơn người sinh ta. Trong đêm Tây Thiên Ca kỷ niệm ngày khánh tuế của Đức Pháp Vương, hãy cùng lắng tâm, cảm niệm, tri ân tấm gương công hạnh, sự thành tựu tâm linh cũng như tình yêu thương vô bờ bến mà Đại Thành Tựu Giả Bairo Rinpoche, bậc từ phụ của Đức Pháp Vương, và mẹ Mayumla, bậc từ mẫu tôn kính dành cho Ngài và mọi hữu tình. On an occasion when we celebrate His Holiness' birthday, it is certain that we must talk about two very important persons in His Holiness' life. His Holiness' parents, Bairo Rinpoche and Mayumla, who have given Holiness so much love and support. Suốt cuộc đời, các ngài luôn là tấm gương đức hạnh của yêu thương giáo dưỡng qua hành động, hỗ trợ Đức Pháp Vương viên mãn các công hạnh ba la mật. Các ngài chính là tấm gương thị hiện của bậc Bồ Tát Đại Từ Bi đã cúng dường trọn vẹn thân khấu ý lên Tam Bảo. Và đặc biệt, nhờ suối nguồn ân đức từ các ngài, chúng con đã có phúc duyên được hạnh ngộ bậc căn bản thượng sư và đón nhận từ ngài giáo pháp giải thoát vô cùng chân quý. Throughout their entire life, they have both been the role models of loving kindness and teaching through action, supporting His Holiness is accomplishing His virtue deeds. They are manifestations of bodhisattvas who have offered their entire life to the three jewels. And it is definitely thanks to their blessings that we have been able to meet His Holiness and receive the Dharma teachings from His Holiness. Với lòng thành kính tưởng niệm tri ân sâu sắc, hướng về cố Rinpoche tôn kính và tình cảm tri ân vô bờ cùng lời cầu nguyện trường thọ hướng về mẹ Mayumla, chúng con xin cúng dường các ngài hai bài ca tán thán công đức. Tác phẩm đầu tiên có tựa đề Suối Nguồn Tâm Linh, tán thán Đức Bairo Rinpoche, tứ thơ từ Đức Pháp Vương, được nhạc sĩ Trọng Phương phổ nhạc qua phần trình diễn của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và Sao Mai Phương Nga, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Các Bèn. With deep respect and remembrance toward Kapje Bairo Rinpoche and endless appreciation and prayers of long life toward Mayumla, we offer the following two songs and praises. The first song is entitled The Spiritual Spring. In praise of His Eminence Bairo Rinpoche, the verses were complied by His Holiness with the melody from composer Trọng Phương. The song will be performed by the people's artists Quang Thọ and Sao Mai Phương Nga, the core of National Academy of Music and Cabin Dance Troupe. Tác phẩm thứ hai là bài tán thán Đức Mayumla, tứ thơ Đức Pháp Vương, phổ nhạc nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, được trình diễn cúng dường qua phần song ca của Sao Mai Khánh Ly và nghệ sĩ Quang Tú, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Các Bèn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. And the song after is in praise of Mayumla. The verses also came from His Holiness, the melody composed by Tạ Duy Tuấn, with a performance from Sao Mai Khánh Ly and Quang Tú, the National Academy of Music Corps and Cabin Dance Troupe. Please enjoy the performances. Tuyết sơn bát ngát trời mây, nhớ ơn từ phụ sâu dày biển non. Chí thành đình lễ quy, kim cương đại nhật hộ trì chúng sinh. Đại dịch giả Vairochana quang vinh, hóa thân lợi ích hữu tình mười phương. Trải bao mưa nắng vô thường, rúc pa ca thóc gắn tường kết giao. Tâm hòa một pháp tinh hoa, hoằng dương Phật pháp chán hòa nơi nơi. Chí thành đỉnh lễ quy,
bài rô tôn quý hộ trì chúng sinh. Tướng bạch ốc đóa sen linh, tình thông giao pháp kinh văn mật thương, nhị quý thiền định thâm tu, tranh biên trí tuệ mật thừa tinh hoa.
ngộ kiên tâm tu trì. Hết lòng Phật sư đại bi, nhân tâm đi ra Đức Hồ Chí. Thank you, Phương Nga, and the choir of National Academy of Music and Kapellmeisterschule. Homage to my Umla. May you lead a long life. May your boundless love warm the heart and give wisdom and compassion to all beings on the path of enlightenment.
kính lễ Mayumla, đệ tử chúng con đỉnh lễ, kính nguyện cầu mẹ trường thọ dài lâu, nguyện suối nguồn yêu thương của mẹ mãi sưởi ấm trái tim, chắp cánh từ bi, trí tuệ cho đàn con thơ trên hành trình hạnh phúc, giác ngộ. In Himalayan Buddhism, the songs praising the virtue of Buddhas and the Guru are the priceless heritage of the inspiration that could elevate one's mind, of the enlightened wisdom following through the generations of practitioners. Guru is the emanation of compassion and wisdom. Guru is Buddha, is the essence of the three jewels and three roots. Without the guru guidance and merits to support, the practitioner cannot progress on this spiritual path, and enlightenment will be impossible. Trong âm nhạc Phật giáo Himalaya, những bài ca tán thán công đức của Đức Phật và các bậc thầy là di sản vô giá của cảm hứng thăng hoa, của trí tuệ giác ngộ tuôn chảy bất tận qua lớp lớp thế hệ hành giả, như nguồn ân phúc trao truyền trên hành trình hướng đến chân lý giác ngộ. Thầy là hiện thân của từ bi, trí tuệ. Thầy chính là Phật, là tinh túy của tam bảo, tâm căn bản. Nếu không có công đức và sự hướng đạo của bậc thầy, hành giả sẽ không thể tiến bước trên hành trình tâm linh và càng không thể thành tựu giác ngộ. To continue the program, let us enjoy the songs Guru's Love, a Vajra song with pleasing melodies and verses from the depth of the heart, conveying the sincere devotion from the students of the Guru. The poem was written by Venerable Samten, with melodies from composer Ainyan, performed by Diva Thanglam and singer Thanglong. Để tiếp nối chương trình, kính mời Chư Tôn Đức và quý vị thưởng thức ca khúc Tình Thầy, bản Kim Cương ca với âm hưởng thiết tha, ca từ sâu lắng như lời bộc bạch chí thành chạm đến trái tim, đánh thức niềm tri ân thành kính của những người con vừa được bừng tỉnh cơn mộng tử sinh ái hà. Lời thơ Thầy Viên Minh, phổ nhạc nhạc sĩ Ái Nhân, biểu diễn Diva Thanh Lam và nghệ sĩ Thăng Long. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Please welcome to the stage Diva Thanh Lam and singer Thăng Long. Xua tan bóng tối soi đường con đi, thầy là sức mạnh tâm linh gọi con tim mộng từ sinh ái hà. Mới hay giác ngộ không xa, mới hay bên giác xa bà không hay. Thầy là từ ai bao dung ban trái hạnh phúc, cảm thông giúp đời. Lòng thầy từ bi tỏa khắp muôn nơi, ơn thầy dìu dắt muôn đời không quên. Vượt ngàn sinh tử não phiền, ơn thầy dìu dắt mọi miền độ sinh. Vượt ngàn sinh tử não phiền, hòa cùng điều sống mọi miền độ sáng dịu dàng xua tan bóng tối soi
đường con đi. Thầy là sức mạnh tâm linh, gọi con tìm mộng từ sinh ái hà. Mới hay giác ngộ không xa, mới hay bên giác xa bà không hay. Thầy là từ ai bao dung, ban trái hạnh phúc cảm thông giúp đời. Lòng thầy từ bi tỏa khắp muôn nơi, ơn thầy dìu dắt muôn đời không quên. Vượt ngàn sinh tử não phiền, ơn thầy dìu dắt mọi miền độ sinh. Vượt ngàn sinh tử não phiền, hòa cùng điệu sống mọi miền độ sinh. Thầy là từ ai bao dung, ban trái hạnh phúc cảm thông giúp đời. Lòng thầy từ bi tỏa khắp muôn nơi, ơn thầy dìu dắt muôn đời không quên. Vượt ngàn sinh tử não phiền, ơn thầy dìu dắt mọi miền độ sinh. Vượt ngàn sinh tử não phiền, hòa cùng điệu sống mọi miền độ sinh. Vượt ngàn sinh tử não phiền, ơn thầy dìu dắt mọi miền độ sinh. Vượt ngàn sinh tử não phiền, hòa cùng điệu sống mọi miền độ sinh. Vượt ngàn sinh tử não phiền, ơn thầy dìu dắt mọi miền độ sinh. Vượt ngàn sinh tử não phiền, hòa cùng điệu sống mọi miền độ Thanh Lam and Thanh Lam. Xin cảm ơn Diva Thanh Lam và nghệ sĩ Thăng Long. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ngoài trọng trách lãnh đạo truyền thừa Drupa, trong hiện đời, Đức Pháp Vương còn luôn tâm nguyện đem yêu thương vào trong hành động vì một thế giới đại đồng, hòa bình, an lạc. Ngài thường du hóa chia sẻ thông điệp từ bi trí tuệ của Đức Phật, đem thân giáo làm tấm gương truyền cảm hứng và đồng thời khuyến khích thực hành thiện hạnh tại nhiều nơi. Những nỗ lực không mệt mỏi vì hạnh phúc an sinh và bảo vệ môi trường của Ngài đã được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh. Besides the great responsibility of leading the Drupa lineage in this life, His Holiness has a great wish to bring love into action. For the world peace and happiness, His Holiness often travel and share the Buddha's message of love and wisdom, acting as a role model to inspire practice of good deeds across the world. His Holiness' tireless efforts for the people's happiness and environmental protection have been recognized by many countries and organizations. Love in action, hay yêu thương trong hành động, là bài thiện hạnh ca, một thông điệp đầy ắp tình yêu thương Ngài gửi đến chúng ta để cùng hòa điệu với tấm gương thiện hạnh và hành động thiết thực mang tới hạnh phúc, hòa hợp, bình an trên trái đất. Love in action is a song about positive deeds, a message full of love that His Holiness have sent to us so that we could all
takes positive actions to bring peace and happiness on this earth. Kính mời quý vị đến với phần trình bày ca khúc Love in Action, phối khí nhạc sĩ Xuân Trí, qua phần trình diễn của Sao Mai Thu Hằng, Anh Quân Idol cùng vũ đoàn Capen. Please welcome to the stage Anh Quân Idol, Sao Mai Thu Hằng and Capen Dance Troupe for the performance of Love and Action in Action by Xuân Trí. The rainbow in our eyes, the warmth of hearts from our arms. How it listens, the right from wrong. Love is passing and perseverance. Valleys of true openness, for a true love when we embrace Peter and Cole. Sunshine brings a renewal of hope. Love keeps us from harm. Let us live to love. In trustness we find warmth in our hearts. Let the lead to love. Let the fog of the worst and hatred. Let us lead to love. Let the tree head to sweet tenderness. Let us spread the message of love and make the world a better place. To forfeit our promises and trust, listening to pair the distance between us. Don't be afraid of loneliness in the night. Love, give us strength in life. Let us live
us live by one in our hearts. Let us live to love. Let us follow the words of hatred. Let us live to love. Let us treat hatred with tenderness. Let us spread the message of love and make the world a better place. Let our hearts be filled with cảm ơn phần trình diễn của Sao Mai Thu Hằng, Anh Quân Idol và Vũ Đoàn Capben. Thank you Sao Mai Thanh Hằng, Thu Hằng and Anh Quân Idol and Capben Dance Troupe. Xin cảm ơn các nghệ sĩ một lần nữa. Kính thưa quý vị, đến đã đến, phiêu diêu miền tự tại, lòng chan hòa ánh sáng mạn Đà La, giữa âm thanh lục tự tam muội hoa, hương hỉ lạc ngát, trời Tây an tịch. Here I came floating in the land of freedom. My heart was fully mandala lit. And echoing the six words Dharani and Sadama Pudarika Sadami. The scent of bliss pervades the peaceful hermitage. Tây Thiên Ca là khúc khải hoàn của chuyến hành hương Tây Thiên đến với cõi tịnh độ thanh bình, cũng là trở về mạn Đà La bên trong của tự tính tâm ngập tràn niềm hỷ lạc, an bình, tự tại. Cảnh sắc Tây Thiên hùng vĩ, thanh bình, ngoạn mục, nhiệm màu trong từng phút giây thời khắc. Đó cũng là cảnh giới mạn Đà La giác ngộ bên trong nữ hành giả đã xả lị những phiền não thế gian, thong thả nhàn du trở về xứ sở kim cương thừa, an trụ trong mạn Đà La với niềm hỷ lạc an bình khôn tả. Tây Thiên song is a song of the pilgrimage to the blissful pure land, also a return to the sin inner mandala of primordial might. The Tathians mountains and waters are at the same time magnificent and peaceful, beautiful and magical. It also mirrors the inner enlightened realm of the practitioners who have renounced the mundane worries, rested in Dhammakaya, indescribable happiness. Kính mời Chư Tôn Đức và quý vị thưởng thức một tác phẩm Kim Cương Chứng Đạo Ca, lời thơ Thầy Viên Minh, phổ nhạc Giáng Son, qua giọng ca Sao Mai Phương Nga cùng hợp xướng nữ từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình bày. Welcome back to the stage for Sao Mai Phương Nga and Female Choir of National Academy of Music in the song of Realization verses by Venerable Sam Ten, melody composed by Giáng Son. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Tuyệt ngây bụi hồng,
hương, gió hương quyện ngất ngây lòng phiêu bạt. Đời đổi thay mọi niềm phút giây chan hòa ánh sáng mạt đà la giữa âm thanh lục tự tam muội hoa hương hy lạc ngát mật liêu âm tình và đã đến thanh niên lạc gió thoáng như trời xanh sĩ Phương Nga cùng dàn hợp xướng nữ. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đã rung cảm cùng với Tây Thiên Ca, thì tác phẩm tiếp theo đây được coi là Bảo Tháp Ca, ca khúc đầy cảm hứng về sự hiện diện linh thiêng thủ thắng của ngôi Đại Bảo Tháp Mạn Đà La, chắc chắn sẽ có sức lan tỏa rộng khắp như chính ân phúc gia trì của ngôi bảo tháp đến với tất cả mọi người. If Tây Thiên song can be considered as a Tây Thiên anthem, then the upcoming song is the Stupa Anthem. The inspirational melodies of the holy presence of the Stupa will spread as wide and far as the blessings of the Stupa themselves.
trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe Cảm hứng tại Bảo Tháp, một sáng tác của thầy Viên Minh, nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu phổ nhạc, với phần trình bày của nghệ sĩ Đoàn Nguyên Vũ, hợp xướng gian Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và vũ đoàn Cát Bà. Welcome to the stage, Đoàn Nguyên Vũ and Mel Paul of the National Academy in the song Inspiration from the Grand Stupa, poem composed by Venerable Song Ten, melody by Binh Tiến Hậu. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Please enjoy.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Đoàn Nguyên Vũ, hợp xướng và vũ đoàn Kaben. Thank you, singer Nguyên Vũ and male choir of National Academy of Music and Kaben Dance Troupe. Kính thưa quý vị, Mùa hái quả của nhạc sĩ Hữu Xuân là một bản hòa tấu nhạc không lời, đậm chất núi rừng Tây Nguyên, một nét bản sắc khác của tâm hồn Việt. Người nghe được lôi cuốn bởi nhạc điệu vừa rộn rã, vừa sôi nổi, vừa đằm thắm, vừa trữ tình, với nhiều tiết tấu đặc trưng, gợi mở cả một không gian bát ngát của cao nguyên đầy nắng gió, với chân trời trải rộng, xanh thẳm, những con suối nhỏ, róc rách, với thác nước hùng vĩ dạt dào và những cánh đồng mùa thu hoạch trĩu quả. Harvest Season by Hữu Xuân is an instrumental composition that will bring us to the mountainous region of Tây Nguyên, a famous part of Vietnamese culture. The listened will be taken through a ride of invigorating rhythms, sweet and romantic melodies and distinct sounds that will paint a picture of highlands filled with sunlight, with sights of vast blue sky, magnificent waterfalls and bountiful harvest. Đức Pháp Vương từng chia sẻ, sự trân trọng và gìn giữ những di sản văn hóa, tôn trọng vẻ đẹp và sự khác biệt của các dân tộc cũng chính là cách thể hiện tình yêu thương và xây dựng một thế giới hòa bình. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bản hòa tấu đặc sắc qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Hoa Đăng và hợp xướng dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. His Holiness often preach the message of respecting and preserving cultural heritage, appreciating different beauties of the ethnic groups, which is a way to practice love and building the peaceful world. Let us enjoy the composition through the performance of Hoa Đăng and traditional instrumental orchestra of the National Academy of Music. Một tràng pháo tay dành cho các nghệ sĩ trình diễn Mùa Hái Quả. Please give a big applause to the performance. Thank you.
Xin cảm ơn các nghệ sĩ ưu tú Hòa Đăng và hợp xướng dàn nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thank you, artists. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị đến với màn trình diễn múa Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn của vũ đoàn Cap Ben. Next up is a thousand-armed Avalokiteshvara dance by Cap Ben Dance Troupe. Vũ điệu múa Phật được nghệ sĩ Phùng Khải biên đạo trên nền nhạc tán thán công hạnh và cầu nguyện viên mãn các đại nguyện của Đức Pháp Vương, bậc hóa thân Phật Quan Âm đã đến với thế gian từ vô lượng kiếp để lợi ích giải thoát hết thảy hữu tình khổ não. Artist Phùng Khải choreographed this dance based on the music which praised His Holiness Virtue's activities and pray for the fulfillment of His Holiness wishes. The Avalokiteshvara in human form, who has come to this world for countless lives to benefit all beings. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng chào đón các nghệ sĩ trình diễn điệu múa Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Once again, big applause to welcome to the stage Cap Ben Dance Troupe in a thousand-armed Avalokiteshvara. Just an umbrella, love, a chain,
Quý vị vừa được thưởng thức màn múa Quan Âm, Thiên Thủ, Thiên Nhãn của vũ đoàn Capben. Vũ điệu được nghệ sĩ Phùng Khải biên đạo và chắc chắn đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc. Và ngay sau đây, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản nhạc tiếp theo. Tây Thiên, miền đất với cảnh sắc sơn kỳ thủy tú, đã đi vào lịch sử qua nhiều áng văn thơ ngợi ca. Nhưng từ ngàn năm, đây cũng là miền đất Phật linh thiêng, hùn đúc khí chất của bao hành giả tu tập. Thank you, Phùng Khải and Capben Dance Troupe for the wonderful performance. Ladies and gentlemen, Tây Thiên, with its picturesque environment, has been immortalized in countless literature. Since a thousand years, it also has been a Buddhist land, providing numerous practitioners a perfect place for Dharma practice. Chính vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi có những bài thơ thiền, bài chứng đạo ca được sáng tác trong quá trình tu tập, trải nghiệm của các hành giả. Xin được giới thiệu tới quý vị ca khúc Trở Về, được nhạc sĩ Mạnh Hiền phổ nhạc từ một thi phẩm của thầy Viên Minh với phần trình diễn của Sao Mai Bích Hồng. And so there is no surprise that these practitioners have came up with songs of realizations and poems spontaneously from their meditation. We would like now to introduce to the audience the poem Returns, melodies composed by Mạnh Hiền from the poems by Venerable Sam Ten. Let us welcome singer Sao Mai Bích Hồng to the stage. Chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu Sao Mai Bích Hồng với tác phẩm Trở Về. Động Tây Thiên đường lối cũ, cơ duyên đến hạnh ngộ pháp vương, ni chúng phân tập núi Tây Thiên, Thăng Long đại nguyện độ mọi. Chúng vân tập núi Tây Thiên,
xin cảm ơn nghệ sĩ Bích Hồng cùng với các nghệ sĩ trình diễn. Thank you, Bích Hồng singer and the artist. Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình, các nghệ sĩ và hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ đồng ca bài cầu nguyện Đức Pháp Vương Trường Thọ do nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu phổ nhạc. Với tất cả ý nghĩa của mình, sự hiện diện và trường thọ của Bậc Thầy là trí tuệ và hạnh phúc của tất cả chúng ta. Bài hát tán thán các công hạnh của Ngài để lợi ích mọi hữu tình chúng sinh. To conclude today's program, the artists and the choir of National Academy of Music will join together for the performance of the Vietnamese version of Long Life Prayer to His Holiness the Kewang Drupa, with the melody composed by Đinh Tiến Hậu. The song praises holiness virtues and activities to benefit all beings. Xin quý Phật tử hòa cùng lời cầu nguyện của dàn đồng ca qua phần trình diễn của Sao Mai Phương Nga và các nghệ sĩ Đào Nguyên Vũ, Bích Hồng, Thu Hằng, Anh Quân Idol, Diệu Thúy, Thảo Ly, Thanh Long, Khánh Linh, Yến Nhi, Huy Hoàn, Thu Trang, Minh Đông, Thành Luân, nhóm kèn Brass, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và vũ đoàn Kaben. Let us, the audience, join together in singing this song with all the artists. Let's offer to His Holiness this song with the deepest devotion. Ngay bây giờ, tất cả chúng ta cùng cúng dường lên Đức Pháp Vương bài hát này với tâm trí thành tha thiết nhất. Please give a big applause to all the artists. Thượng sư có tướng dẫn xuống như mưa.
lai tàng khắp nơi biên mang của ngàn xưa từ tính viên extraordinary moments through these ritual songs in offering to Avalokiteshvara, and I believe that the audience here all experience peaceful, bliss, and joyfulness.
Từ sâu thẳm tâm hồn, chúng con xin cảm niệm tri ân sự hiện diện của Đức Pháp Vương trong lễ hội Quan Âm và sự hiện diện của bậc hóa thân Quan Âm trong cuộc đời này. Xin cảm ơn chư tôn đức tăng ni tăng đoàn, tất cả quý vị quan khách và quý Phật tử đã cùng tập hội trong đêm nhạc ngày hôm nay. From the depth of our heart, we offer words of appreciation to the presence of Your Holiness in this Avalokiteshvara festival and in our lives. Our thanks goes to the guests and devotees who have come together here tonight. Hy vọng quý vị đều đã có những thời khắc an bình, đạo vị, nước ánh tử quang của Đức Pháp Vương và sự gia trì từ ngôi đại bảo tháp. Hẹn gặp lại quý vị trong lễ hội năm sau. Kính chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc, an vui trong cuộc đời và trên mỗi bước đường của hành trình tâm linh siêu Việt. We hope you all have had moments of spiritual joy under the blessings of His Holiness and the Grand Mandala Stupa. See you next year's festival. May you find happiness in life as well as on this spiritual path. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you and see you. May we invite Holiness to come to the stage and witness the devotion of all the artists. Happy birthday to you! Happy birthday! Thank you all the audience. See you next year. Chân trọng cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ.